Em xin chào anh chị nha. Hôm nay em xin phép cập nhật lại tất cả các dòng xe hiện có tại cửa hàng Toàn Trung 9 bên em nha. Cửa hàng em thì nằm ngay 793 quốc lộ 13 nha, ngay dưới chân cầu của Bình Phước nè. Có gì anh chị ghé cửa hàng em xin xe trực tiếp nha anh chị. Đó, thì hôm nay em xin phép cập nhật lại tất cả các dòng xe hiện có tại cửa hàng Toàn Trung 9 bên em nha. Hiện tại em cũng về rất là nhiều dòng xe mới nên em muốn review cập nhật lại cho anh chị nắm nha. Đầu tiên là chiếc VinFast Radeon nha anh chị. Con này là gốc Lâm Đồng nè. Xe này là đời 2021 bản nó Blast nha anh chị, bản Blast là mâm phay nè, chứ không phải mâm sắt đâu. Đó. Xe này là đi mới có 15.000, đi mới có 18.233 cây thôi nha anh chị. Xe này thì em bán với giá là 385 triệu. Xe còn rất là mới nha. 2021 nha anh chị. Con này là bản Blast. Blast nha. Xe rất là mới. Xe đi mới 18.000 cây thôi, nên em bán với giá là 385 triệu nha anh chị. 385 triệu. Có một dòng xe nhỏ gọn nha. Xe này là với động cơ là 1.4 lít nha. Cũng rất là thuận tiện cho để anh chị đi lan quanh phố nè, đặc biệt là ở Sài Gòn rất là đông đúc. Tiện lợi nha anh chị. Tiếp theo là con Toyota Vios. Toyota Vios E nha anh chị, con này số sàn nè, màu trắng. Số sàn màu trắng. Con này là 2019 nha. Con này 2019 nè, đi cũng hơi nhiều rồi. Con này đi được 104.000 rồi nha. Xe này đi 104.000 rồi. Nhưng mà xe vẫn còn chắc nha. Nó còn số vô lăng này. Chủ cũng lên cho mình được lót sàn da này, bọc ghế da cho mình rồi, camera hành trình rồi. Về mình cũng chỉ biết sử dụng thôi nha anh chị. Xe này thì anh chị đi tới 105.000 cây là anh chị bảo dưỡng nha. 100.000 cây, 105.000, 105.000 là anh chị bảo dưỡng. Xe này thì đi 102.000 rồi. 2019. Xe này em đang bán với giá là 385 triệu nha anh chị. 385 triệu. Xe này thì bị lỗ một chút nha anh chị, bị lỗ chỉ vô đây nè. Bị xe dập chỉ vô đây, lỗ chỉ vô đây nha. Đó. Toyota Vios E số sàn. Xe này là Toyota Vios E nha anh chị, số sàn. Con này hiện tại em đang bán với giá là 385 triệu nha. Xe này 2019, đi 102.000 cây rồi. Anh chị quan tâm sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp tới bên em nha. Đó, tiếp theo là con Mazda 3 bản này là bản premium form mới nha anh chị. Mazda 3 premium form mới, chỉ có bản premium mới có cửa sổ chơi thôi nha. Còn riêng bản deluxe này, luxury thì không có cửa sổ chơi đâu nha anh chị. Đó, đây nè, bắt cửa sổ chơi là bản premium cao cấp nhất nha. Xe này thì hiện tại anh em bán với giá là 655 triệu nha anh chị, đời 2020. Con này 2020 nha, xe đi mới có mấy ngàn cây thôi. 2020 xe đi mới có 6.000 cây thôi nha anh chị, mới tin à. Hầu như là xe không đi luôn. 2 năm rồi mà đi mới có 6.000 cây thôi nha anh chị. Xe này 2020 nè. Đó, ghế truyền điện này, luôn gặp điện đầy đủ hết nha. Tấm bi còn rất là mới nè. Mazda 3 bản premium 2020 đi 6.000 cây, hiện tại em đang bán với giá là 655 triệu nha anh chị. 655 triệu Mazda 3. Lớp bản premium cao cấp nhất nha. 1.5 nha anh chị. Tiếp theo là bên em lại về một chiếc là VinFast Lớp A nha anh chị. VinFast Lớp A. VinFast Lớp A. Xe này là tem mà ngon là chủ họ dán nha. Họ lên tem á, chứ đây là lên tem á nha anh chị. Đây là họ dán đề can này. Đó, dán đề can lại. Chứ con này là bản bay nha. Bay màu trắng. Xe này màu trắng nha. Màu trắng này anh chị. Họ chỉ dán tem đề can lại thôi. Đó, xe là 2021. Điều đặc biệt là đi mới có 1.400 cây thôi nha anh chị. Xe này mới đi 1.400 cây thôi. Rất là mới. Vô lăng cũng trắng luôn. 2021 1.400 cây. Hiện tại nên bán với giá là 720 nha. 720 triệu. Là anh chị sở hữu được dòng xe VinFast này nha. Và VinFast Lớp A. Rất là mới. Em mới vừa về hôm qua luôn á. Vừa về lần chân em bán luôn, chưa kịp rửa đâu, giờ xe mới quá, mới tin. Rất là mới nha. Con này là màu trắng nha, màu trắng họ dán đề can lên thêm nè. Đề can bạc với màu xanh nè. VinFast Lớp A. VinFast Lớp A 1.400 cây 2021 em bán với giá là 720 triệu nhé. Đó, anh chị quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp tới bên em nha. 0777 262679 hoặc 0777 262623.
hoặc 777-262-678 nha anh chị. Đó, đây là ba số bán hay trực tiếp bên em nha. Còn chị nào có xe bán rồi liên hệ trực tiếp với em nha, 0777-262-679 nha. Đó. Tiếp theo là con Toyota Fortuner nha, con này là số tự động máy xăng đời 2017 nha anh chị. Con này máy xăng nha, tự động máy xăng 2017. Đó. 2017 xe đi đường 110.000 cây rồi nha, mà xe nó vẫn còn rất là chắc nha anh chị. Vô lăng cần số rất là chắc, đặc biệt là ghế. Ghế này hỏng. Bác chắc ghế trên điện đầy đủ nha. Lại số vô lăng. Lại số vô lăng. 2017. 2017 110.000 máy xăng. Xe này hiện tại em bán với giá là 745 triệu nha anh chị. 745 triệu. Em còn một chiếc màu trắng số tự động máy dao rồi nha. Em bán 9.5 đời 2019. Xe đi 48.000 cây. Xe đó là hiện tại là em đang rửa, nha anh chị. Xe này là em đi từ Gia Lai vô nha anh chị. Đó, cửa hàng em thì đều có cửa hàng Gia Lai hay là Sài Gòn. Anh chị này ở Sài Gòn hay là ở Gia Lai đều muốn bên em điều phối xe và luân chuyển xe thì bên em đều hỗ trợ hết nha. Nên anh chị liên hệ, trực tiếp bán hàng ở Gia Lai hay Sài Gòn gì đều được nha. Đó, bên em đều hỗ trợ anh chị hết nha anh chị. Nên anh chị yên tâm. Đó, cứ Gia Lai, Sài Gòn là em đều vận chuyển hết cho anh chị. Xe Everest này thì em bán rồi nha. Và Elantra 2018 thì em còn bán rồi nha anh chị. Đó, hai chiếc này thì em bán rồi. Đó, tiếp theo là con Mazda CX-5 bản luxury nha anh chị, Mazda CX-5 luxury nha. Con này gốc thành phố này. Xe này thì em cũng mới mua về, cũng chưa anh bắt lại nên nó có mấy điểm chạy này nha anh chị. Có mấy điểm chạy. Mình anh bắt chưa anh bắt gì xe. Xe nội thất còn rất là mới nè. Xe thì anh chị đi khoảng cỡ 10.000 cây là thay nhớt nha, là bảo dưỡng rồi. Xe này đi mới có 6.000 cây thôi nha anh chị. 2.0 luxury. 2.0 luxury nha. Góc thành phố thì anh chị đỡ tốn 20 triệu tiền nhập nha. Con này là 2022. Em bán với giá là 825 triệu nha. 825 triệu. Mazda CX-5. Mazda CX-5 luxury 2022, 6.000 cây em bán với giá là 825 triệu nha anh chị. 825 triệu. Luxury. Đó. Tiếp theo là con Ford Everest Titanium nha anh chị. Xe này đi 46.000 cây này, 47.000 cây rồi. Xe này hiện tại mắc duyên quá anh chị, cũng lên màn hình giấy tết rồi nè. Có anh chị đặt cọc xe xem xe rồi cũng đó, nên hiện tại con này thì em đang giảm nha. Em bán là 1 tỷ 030. 1 tỷ 030 nha chị, giảm anh chị 30 triệu còn 1 tỷ nha. Đó, hiện tại Ford Everest mà bản 2020 Titanium thì không có giá 1 tỷ đâu nha anh chị. Hiện tại xe này em giảm giá còn 1 tỷ thôi nha. Ford Everest Titanium mình chốt bán 1 tỷ nha anh chị. 2020 xe này mất duyên quá đó chị ạ. Tiếp theo là em còn hai chiếc bán tải nữa nha. Hai chiếc bán tải góc thành phố đi anh chị. Anh chị cứ ở thành phố là mua dòng xe thành phố thì không tốn 20 triệu tiền nhập đâu. Đó, chiếc đầu tiên em sẽ giới thiệu với anh chị là con 2017 bản 3.2 nha. 3.2 mà chủ đi rất là dữ dinh nè. Đi mới có 117.000 cây thôi mà như mới á anh chị. Anh chị nhìn này. Chắc xe nhìn rất là mới nha. Hầu như là đời 2017 mà anh chị đi thì nhìn xe chắc xe xuống lắm. Này nhìn chắc xe này còn rất là mới nha. Không xuống là mấy đâu anh chị ơi. Như xe mới vậy. Xe này là hiện tại em bán với giá là 685 triệu nha anh chị. 685 triệu. Xe này thì có nắp khung rồi nha anh chị. Có nắp khung rồi nè. Đó, và anh chị cũng đỡ tốn thêm một khoản nữa. Ford Ranger View chắc bản 3.2 nha anh chị. Ford Ranger View chắc bản 3.2 này. Như đây họ lên đèn bi nè. 3.2. 2017, số tự động 2 cầu em bán với giá là 685 triệu nha. Tiếp theo là con của Ford Ranger View chắc mà con này 2018 nha anh chị. 2018 mà con này là 2.0 biturbo. Này 2.0 biturbo nha. Con này là đi mới có 33.000 cây à. Xe này mới đi 33.000 cây thôi nha chị. Chủ đi rất là dựng dính nha. Rất là mới, cũng lên cho mình là camera hành trình rồi nè. Camera hành trình rất là mới. Xe này hiện tại bán với giá là 720 nha. 720 triệu. View chắc Ford Ranger View chắc 720 triệu nha chị.
Con Vi trắng này là đời 2018. Hơi bị chạy rồi đấy nha, anh chị lấy thì em sẽ tút lại nha. Đó, Vi trắng 2.0 Biturbo này là 2018 em bán với giá là 720 triệu nha. Còn bản 3.2 này thì em bán 685 nha anh chị. Đó, 685. Đó. Tiếp theo là em có con Toyota Innova. Toyota Innova con này bản G nhưng số tự động nha anh chị. Cái này họ cũng lên cho mình camera 360 độ rồi nè. Xe đi được 66.000 cây, ngốc Đắk Lắk. Camera 360 độ màn hình gấu tết đầy đủ hết nha. Còn rất là mới, số tự động. Xe này 2019 em bán với giá là 630 triệu nha anh chị, 630 triệu. Toyota Innova 630 triệu. 2019 bản G số tự động nha anh chị. Tiếp theo là con Toyota Cross nha. Toyota Cross bản V này anh chị, con này 2020. Con này 2020 đi 35.000 cây rồi nha anh chị. Xe này hiện tại em đang bán với giá là 795 triệu. Chiếc màu đỏ em bán rồi nha. Màu đỏ thì em bán rồi, em còn chiếc màu trắng bản V này. 2020 cũng muốn trang bị cho mình lên thêm camera hành trình rồi nha. Xe này thì có cửa sổ chơi đầy đủ nha anh chị. Chỉ có bản thiếu là không có cửa sổ chơi thôi. Bản G là không có cửa sổ chơi. Còn bản V và HV thì có cửa sổ chơi nha. 2020 35.000 cây em đang bán với giá là 795 triệu. Toyota Cross. Con này cũng gấp lòng đồng. Gấp lòng đồng nha anh chị. Gấp lòng đồng. Tiếp theo là Toyota Rush. Con này gấp Bình Định anh chị, con này gấp Bình Định nha. Con này được cái này đi rất là ít. Đi mới có 14.000 cây à, 2020. Còn lên cho mình mấy bể bước rồi nè. Camera hành trình bị mát đầy đủ rồi. Xe này thì đi mới 14.000 cây em bán với giá là 625 triệu nha. 2020. 2020. Tiếp theo là con Hyundai Tucson nha anh chị. Hyundai Tucson. Hyundai Tucson, con này là bản 2.0 đặc biệt nha anh chị. 2021. 2.0 đặc biệt 2021. Mâm. Cửa sổ chơi toàn phần đầy đủ hết nha. Con này 2021 nha chị, 2021 nha. Dạ dạ. Xe đi 36.000 cây rồi. Cũng lên cho mình màn hình di tích rồi nha. Màn hình di tích, cửa sổ chơi toàn phần. Con này hiện tại bán với giá là 808 nha. 880 triệu nha chị. 2021. À, chiếc máy dầu 2019 thì em bán rồi nha. Em còn một chiếc máy dầu ở Gia Lai nữa. Em còn một chiếc máy dầu 2019 ở Gia Lai nữa anh chị. Ở Gia Lai hiện tại em đang có 3 chiếc Tucson màu trắng luôn. À, một chiếc 1.6 turbo nè và một chiếc 2.0 đặc biệt và một chiếc máy dầu rồi nha anh chị. À, anh chị quan tâm tới sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp tới bạn Vi nha. 0928325679 nha anh chị, hoặc là bạn Kho 0777262609 nha. Hoặc là anh chị liên hệ trực tiếp tới bên em cũng được, bên em đều hỗ trợ được hết nha. Gia Lai hay Sài Gòn là bên em đều hỗ trợ qua lại đầy đủ hết nha anh chị, nên anh chị không phải lo đâu, anh chị yên tâm giùm em nha. Đó, tiếp theo là con Hyundai Kona. Hyundai Kona 1.6 turbo. Con này 2019 44.000 cây rồi. Xe này hiện tại em bán với giá là 615 triệu nha. Em còn 1.6 màu đỏ mà em bán hôm qua rồi nha anh chị. Đó, hiện tại em còn con màu bạc này nè, 1.6 turbo đi 45.000 cây rồi nha. Xe cũng còn rất là chắc nha. Xe này thì hiện tại em bán là 615 triệu. 615. Hyundai Kona 1.6 turbo mới có cửa sổ chơi nha. Trời. Còn anh chị nè muốn muốn chiếc bản đặc biệt này 2.0 thì liên hệ với em luôn nha. Con này thì cũng 2019 nhưng mà đi rất là ít nha anh chị, đi mới có 15.000 cây à. 15.000 cây thôi nha. Con này em bán là 615 triệu ạ. Đi mới 15.000 cây thôi nè. Đó. Một trắng. 2.0 đặc biệt nha anh chị. Đó, bản đặc biệt hai bản tiêu chuẩn nó đều không có cửa sổ chơi nha. Chỉ có bản 1.6 turbo mới có cửa sổ chơi nha anh chị. Con này là Hyundai Kona 2019. Bản đặc biệt 16.000 cây. Em bán với giá là 615 triệu nha. Hai chiếc Kona này em đều bán 615 triệu hết nha anh chị. 2021 một chiếc thì đi nhiều hơn, 1.6 turbo thì đi nhiều hơn, còn bản đặc biệt này thì ít hơn nha. À. Tiếp theo là
Ford EcoSport. Con này là 2018 nha anh chị. Con này mới đi mới 35.000 tay thôi. Hồi sáng ngày mới vừa bán chiếc 2017 một bạn rồi. Con này 2018 nha. 2018 mới đi mới 35.000 cây thôi ạ. Con này thì hiện tại anh em bán với giá là 515 triệu nhé, 515 triệu. Còn camera hành trình đầy đủ anh em chị. Con này là 2018 là form mới rồi, 17 còn form cũ nha. Chị quan tâm đến sản phẩm này liên hệ trực tiếp với bên em nha. Bên em sẽ quay video này gửi lại chi tiết hơn cho anh chị nắm nha. Anh chị liên hệ tới số 0777262678 hoặc 0777262623 nha. À, anh chị có xe nào bán thì liên hệ trực tiếp tới em nha. 0777262679 nha. À, tiếp theo là con Ford Everest. À, xin lỗi chị, Ford EcoSport nha. Còn là Ford EcoSport, mà con này là bản 1.0 turbo. Con này bản 1.0 turbo cao cấp nhất nha anh chị. Nên giá thành nó cao hơn. Con này em bán 565 triệu nha, đời 2019, đi 54.000 cây rồi. Đó, có cửa sổ chơi đầy đủ hết nha. Con này 1.0 turbo. Có turbo này nó mắc tiền hơn nha. Còn chị nào quan tâm tới sản phẩm sedan này liên hệ với em luôn nha. Kia Cerato 2.0 nha anh chị. Kia Cerato 2.0. Con này là đợt 2020 nha anh chị, đi mới có 17.000 cây à. 2020 đến 17.000 cây, anh chị đi tới 20.000 cây là anh chị bảo hành nè. Giá giá hai màu nè anh chị. Con này hiện tại anh em bán với giá là 585 triệu nha. 585 triệu. Kia Cerato 2020 bản 2.0. 2.0 nha. Con này em bán với giá là 585 triệu nha anh chị. 17.000 cây. Con này gốc Bình Dương. Tiếp theo là con Toyota Altis số sàn, con này đời 2004 nha. Anh chị nào quan tâm sản phẩm này thì trực tiếp tới cửa hàng em xin xe nha. Thì nhìn nội thất đồ nó vẫn còn chắc nha. Đó, vẫn còn chắc. Một lần con này thì nó đi con này số sàn nha. Con này em bán 215 triệu nha anh chị. Em bán 215 triệu 2004 Toyota Altis, Toyota Altis số sàn. Nó nổ thấp trong mọi người, mọi người rất là chắc nha. Có gì anh chị tới trải nghiệm kẻ thử nha anh chị. 215 triệu. Rồi sâu quá nè. Con Ranger này thì em bán rồi nha. Ranger này em bán rồi nè. Con EcoSport này thì em cũng bán rồi. Em cũng trong nay em cũng mới về vài chiếc nha. Con này Toyota Rút này cũng mới về nè anh chị. Con này mới vừa về, con này là 2018 mà đi mới có 24.000 cây thôi. 2018 mà đi mới 24.000 cây thôi anh chị. Con này em bán 565 triệu. Cái ghe đầy đủ rồi. Màn hình OLED đầy đủ nha. Camera hành trình, ghe rót sàn 3D hay là bể bước cũng đầy đủ rồi nha. Đó, con này đi mới có 24.000 cây thôi. Những cái này Toyota Rút 2018. Khi nhập hết nha anh chị, nhập Indo hết rồi. Con này hiện tại em bán là 565 triệu nha anh chị, 2018. 565 triệu Toyota Rút. Hiện tại em có 2 chiếc Rút nha, một con 2020 và một con 2018 nha anh chị. Đó. Tiếp theo là con Toyota Vios G góc thành phố nha anh chị. Con này 2020 này cũng lên cho mình được cặp đèn bi rồi nè anh chị, cặp đèn bi rồi nè, cặp đèn bi cũng kém khi cách nhiệt nha, nhiệt xịn nha, cách nhiệt 7 màu. Con này bản G nha, Vios G nha anh chị. Đó. Cái này đi mới có 15.000 cây thôi nha anh chị, 2020 hầu như chỗ không đi luôn. Đó, đây start top đầy đủ hết rồi, lên lót sàn da đầy đủ luôn nha. Máy ốc rồi này kiểm tra là kêu chị kiểm tra đầy đủ hết rồi nha. Đó. Toyota Vios G 2020 15.000 cây, hiện tại em đang bán với giá là 515 triệu. 515 triệu nha anh chị, 515 triệu. Xe này thì em bán rồi nha, City này em cũng bán rồi, K3 này em cũng bán rồi nha anh chị. Đó, tiếp theo là Toyota Camry 2021 bản 250 nha anh chị. Toyota Camry xe này đi mới có 17.000 cây thôi. 2021 em bán với giá là 1 tỷ 150 triệu nha. 1 tỷ 150 triệu đi 17.000 cây rồi nè. Xe còn mùi mới luôn nha anh chị. 2021 nè. Rất là mới. 15.000 cây. 250 nha.
17.000 cây em bán có giá là 1 tỷ 150 triệu anh chị. 1 tỷ 150 triệu nha. Toyota Camry 250. Nhìn rất là sang anh chị nhỉ. Đó, tiếp theo là Toyota Vios. Con này bản E nha anh chị, bản E nhưng mà bản CVT số tự động. E nhưng mà CVT số tự động nha. Nó chỉ thua bản G là thiếu một ít option với lại là không có đề start top nha anh chị. Con này là đời 2022 luôn. 2022 đi 7.000 cây. Đó, con này em bán là 555 triệu nha anh chị. 2022. Rất là mới. Em bán là 555 triệu nha. Con này là Toyota Vios bản E nhưng mà bản CVT số tự động. Bản E thì nó có hai bản nha, số sang và số tự động nha anh chị, CVT này. Bản G là bản cao cấp nhất. Đó, con này 2022 mới lắm, em bán 555 triệu nha. 7.000 cây. Còn xe top này thì em cũng bán rồi nè. 3008 này thì đang đợi khách hàng khoảng cỡ mai là vô nhận xe nha anh chị. Còn Xpander này em cũng bán rồi nha. Em bán về anh khách 2 tỉnh, anh hẹn em cắt cũng mai mốt là vô rồi lấy xe. Đó, tiếp theo là con Hyundai Accent. Hyundai Accent. Con này là số tự động bản lắp bị nha anh chị. Đó, Tây Ninh mặt form mặt lăng mới đây này. Con này 2021, bản lắp bị bản đủ là có cửa sổ chơi nha. Đó, cửa sổ chơi đầy đủ nha anh chị. Con này thì đi 25.000 cây rồi. Đi 25.000 cây rồi, cũng lên lót sàn đầy đủ cho mình rồi nha, 2021. Con này em bán 530 nha. Xe này em bán 530. Hyundai Accent 2021 bản đủ. 25.000 cây em bán 530 nha. 530 triệu. Xe còn rất là mới nha. Đó, anh chị nào cũng quan tâm đến sản phẩm nào bên em thì cứ liên hệ trực tiếp tới bên em nha. 0777 26 26 79, 0777 26 26 78, 0777 26 26 23. Họ chỉ có xin nào bán thì liên hệ tới số 0777 26 26 79 giúp em nha. Đó, em sẽ ở khu vực thành phố thì em sẽ xem hết nha anh chị, nói chung khu vực nào em cũng xem được hết nha. Họ anh chị nào mua xe ở Gia Lai thì cứ liên hệ tới số 0928325679 nha, hoặc là 0777 26 2609 nha anh chị. Anh chị nào muốn xe ở Gia Lai hay Sài Gòn là bên em đều luân chuyển, đều là điều về cho anh chị xem được nha. Đó, nên anh chị cứ yên tâm. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video sau nha.